cái đoạn này đây thì bắt đầu là kẹt xe, là vì người ta bắt đầu xếp hàng từ ở đây rồi đó. Thì cái chỗ food bank này đó quý vị, cái chỗ mà dự trữ đồ ăn này á, vì đâu họ có tiền để mà phát đồ ăn miễn phí cho những người có income thấp, thì Tâm được biết là có thể là chính phủ người ta cho một phần, hoặc là có những người mà nhà hảo tâm á, người ta đóng góp hàng tháng, hoặc là có thể không cần hàng tháng mà mình có lúc nào thì mình đóng góp cũng được. Rồi thì ở chỗ đó người ta sẽ lấy cái số tiền mà mình đóng góp, người ta mua đồ ăn, người ta phát cho người có income thấp, là những người có lợi tức thấp á. Cái chỗ mà phát đồ ăn đây thì trong cái thời gian Covid đó quý vị, họ cũng đã cho cung cấp đồ ăn rất là nhiều cho những người mà không có bình thường á. Thì ở đây người ta cũng có cho đồ ăn, nhưng mà rất là ít người, không có gây tình trạng kẹt xe như vậy đâu. Bây giờ thì mình chỉ có đi từng nhích thôi chứ không có đi nhanh được. Ở bên kia đường thì người ta vẫn chạy bình thường, nhưng mà phía bên này cái lane của mình, cái chiều của mình đi thì nó bị chậm. Hôm nay Tâm bị khan cổ họng cho nên giọng Tâm có hơi khác một tí. Hôm cuối tuần rồi Tâm đi Grand Canyon về, đi nguyên một ngày, đi xe lửa thăm Grand Canyon, là một trong những địa điểm nổi tiếng của thế giới, mà một trong những 7 kỳ quan của thế giới. Tâm quên mất. Thì về thì hôm nay bắt đầu nó bị khan cổ họng, bắt đầu ho, nên là nghĩ là mình sắp bệnh rồi á. Quý vị thấy ở đây có những người mà mặc áo vest màu xanh lá chuối non hoặc là màu vàng thiệt là rực rỡ,
thì họ là những thiện nguyện viên đến để giúp phân phối đồ ăn. Vì số người đi lấy đồ ăn rất là đông, người ta mở cửa từ 7 giờ rưỡi cho đến khoảng 2 giờ chiều mà người cứ tiếp tục đến như vậy nguyên ngày, thì quý vị biết là phải cần một số điều phối viên để cho công việc nó được suôn sẻ. Tâm có tìm hiểu thêm thì được biết là cái ngân hàng dự trữ đồ ăn này năm nay họ bị thiếu gà tây. Vì vậy họ có lên tiếng và xin những cái hệ thống siêu thị ở bên đây, thì có siêu thị Safeway với lại Albertsons, họ có hứa là sẽ cung cấp thêm gà tây. Ở đây người ta có mướn những người giữ an ninh trật tự. Trong cái khu này là một cái khu thương mại, cho nên những người mà họ đi lấy trước khi họ không có được vô đi đậu xe, bởi vậy cho nên mới có những nhân viên người ta giữ trật tự, giữ an ninh, người ta không có cho vô đây đậu, người ta sẽ chỉ đi một chỗ khác. Nên quý vị thấy là mọi người đang đi kiếm chỗ đậu xe, nhưng mà ở trong đây còn nhiều chỗ trống. Tất nhiên cái Đây này là Tâm nhắc lại là ở trong đây là khu tư nhân, những người đi lấy gà người ta không có quyền đậu ở trong đây, người ta sẽ phải đi đậu chỗ khác thật là xa. Thì quý vị thấy là người ta có một số người á, người ta kéo xe nè, tại vì gà mà nó đông lạnh nữa cho nên nó cũng khá là nặng. Người ta có kéo cái những cái chiếc xe nhỏ nhỏ để người ta chở mấy con gà về. cái đường phía bên này bị đóng. Giao thông mà mấy ngày nay khá là phức tạp ở cái đoạn đường. Video của Tâm đến đây hôm nay là chấm dứt. Hy vọng qua đây quý vị có thể hiểu thêm nữa về cuộc sống thường ngày của người Mỹ ở đất nước Hoa Kỳ. Ở thời điểm kinh tế đang lạm phát, nhiều gia đình cũng ở trong tình trạng là không có đủ chi tiêu. Vì vậy, những người Mỹ có điều kiện hơn thì họ sẽ cũng làm mọi cách để giúp cho những người mà không có đủ điều kiện chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ cho gia đình vào dịp lễ tạ ơn. Tâm cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Tâm ngày hôm nay và xin chúc cho quý vị một mùa lễ an lành.